Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, chia sẻ tại họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Exim thông tin về vụ việc khách hàng PHA nợ tín dụng 8,5 triệu đồng thành nợ 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Theo ông Vũ, ngày 19 tháng 3, đại diện của Exim đã gặp gỡ với khách hàng. Exim cùng với khách hàng trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ, thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi của đôi bên trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ nói, Exim cùng khách hàng thống nhất xử lý vụ việc, đảm bảo mức lãi phí hợp lý, hợp tình cho hai bên và sẽ thông báo cho truyền thông trong thời gian sớm nhất. Không có chuyện ngân hàng thu 8,8 tỷ, dứt khoát không có chuyện đó. Phó Tổng Giám đốc Bank nói thêm, sự việc xảy ra chúng tôi rất lấy làm tiếc và cho biết ngân hàng đã tích cực làm việc với khách hàng. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Exim cũng chia sẻ thêm, đối với thẻ tín dụng quốc tế, ngân hàng đã tham khảo thị trường và các ngân hàng khác, đồng thời cũng xét đến yếu tố cạnh tranh trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với trường hợp của khách hàng PHA, do khách hàng nợ thẻ quá hạn đến 11 năm. Thông thường, đối với quy trình xử lý nợ thẻ quá hạn của Exim cán bộ xử lý thẻ của ngân hàng căn cứ tình hình nợ thẻ của khách hàng để đề xuất lãnh đạo một mức thu lãi, thu phí phù hợp trước khi làm việc với khách hàng. Số phí này phải trình cấp lãnh đạo phê duyệt trước khi báo cho khách hàng. Ông Vũ nói, tuy nhiên, trong trường hợp vừa rồi, cán bộ làm việc máy móc không thực hiện quy trình đó và gửi thông báo tới khách hàng dẫn đến sự bức xúc trong thời gian qua. Ông Vũ khẳng định, Exim đã làm việc với khách hàng cùng thỏa thuận và tìm cách xử lý đảm bảo hợp lý hợp tình. Ông Vũ nói, Exim Bank đảm bảo không thu 8,8 tỷ mà sẽ thu ở một mức phí hợp lý, nhưng không nói rõ mức phí hợp lý đó là bao nhiêu. Cũng tại họp báo, ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên truyền thông, thống đốc ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu Exim Bank xác minh vụ việc, phải làm việc với khách hàng, báo cáo về ngân hàng nhà nước cũng như thông tin đến các cơ quan báo chí. Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Exim đã làm việc với khách hàng và gửi báo cáo bằng văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 21 tháng 3. Chia sẻ về cách tính lãi của Exim Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số gốc từ 8,5 triệu đồng sau 11 năm tăng 1.000 lần thành 8,8 tỷ đồng. Bất kỳ ai nghe qua đều thấy không hợp lý trong việc tính lãi. Theo ông Tuấn, đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch, Riêng giao dịch thẻ tín dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy, còn với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép. Mới đây, sau một ngày nghị án, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn Bắc Ninh đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Trúc, sinh năm 1974, trú tại Từ Sơn Bắc Ninh, đối với ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Hội đồng xét xử buộc ngân hàng này phải bồi thường thiệt hại cho bà Trúc 700 triệu đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản mà bà mở tại ngân hàng này. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Từ Sơn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Trúc Kiện Việt Công Banh, yêu cầu ngân hàng này phải bồi thường toàn bộ số tiền là 11,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Trúc cho biết trong quá trình tư vấn, hướng dẫn bà mở tài khoản mới, nhân viên Việt Công Banh chi nhánh Kinh Bắc không giải thích cho bà hiểu rõ các quy định của Việt Công Banh, không hướng dẫn cho bà Trúc đọc các tài liệu, quy định trên bảng niêm yết thông tin bắt buộc ở sảnh giao dịch mà chỉ hướng dẫn điền thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại và ký vào ba chỗ trong tờ hợp đồng mở tài khoản. Luật sư của bà Trúc cho hay, Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không hướng dẫn cho bà Trúc cách bảo mật số tiền trong tài khoản, không khuyến cáo cách phòng tránh kẻ gian tìm cách lấy cắp tiền trong tài khoản, hậu quả là bà Trúc đã bị mất toàn bộ số tiền trên. Cụ thể, ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc Bắc Ninh để mở tài khoản để giao dịch trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà Trúc và người nhà đã chuyển tổng số tiền là hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa được mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Trúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản và số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở. Do ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2022 là thứ Bảy và Chủ nhật, chi nhánh ngân hàng không giao dịch, nên sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến Việt Công Banh chi nhánh kinh bắc kiểm tra số dư tài khoản. Bà tá hỏa khi được nhân viên Việt Công Banh thông báo tài khoản của bà còn 114.718 đồng, trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt, sau khi biết việc bà Trúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không hướng dẫn cho bà Trúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp, mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà. Lý do Vietcombank đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, tư vấn, hướng dẫn, thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Bà Trúc cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít so với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất. Mới đây, ông Lê Trọng Thuần, giám đốc kinh doanh tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Sawako, đã cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ quận 3, nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 năm 2024 hơn 57 triệu đồng tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Trọng Thuận cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của công ty cổ phần cấp nước gia đình và kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Vì công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn. Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn. Nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra rà soát hệ thống đường ống dẫn nước hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước. Trong trường hợp này, công ty cổ phần cấp nước gia đình áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20 mét khối. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo để đảm bảo khách quan cho khách hàng, ông Lê Trọng Thuần cho biết thêm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ 490 Lê Văn Sĩ, quận 3, tá hỏa, khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng. Theo ông Huy, tháng 1 trước Tết, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau. Tháng 2, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông Huy quá bất ngờ với số tiền 57 triệu đồng tăng đột biến, tương đương 3.000 mét khối. Trước đó, trung bình mỗi tháng gia đình ông sử dụng khoảng 20 mét khối nước so với số tiền hơn 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 3, ông Huy đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước gia đình về hóa đơn nước gia đình trong tháng 2, bởi ông nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện hy hữu như trên. Từ tối ngày 20 tháng 3 trên các trang diễn đàn phụ huynh học sinh thành phố Hồ Chí Minh lan truyền hình ảnh chụp tấm áo màu trắng của học sinh lấm tấm máu. Theo mô tả, lý do là học sinh này bị thầy hiệu trưởng đánh chảy máu đầu. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 3, đó là tiết học toán của lớp 2 trên 8 trường tiểu học Tân Phú Trung do thầy hiệu trưởng trường đứng lớp. Lý do đánh học sinh theo tường trình của hiệu trưởng với cơ quan chức năng là vì em này nghịch trong lớp không làm bài. Theo tường trình của thầy hiệu trưởng với cơ quan chức năng, khi hiệu trưởng lấy cái song lang, một loại nhạc cụ của nghệ sĩ khi đàn dùng để giữ phách, đánh vào vai học sinh thì em này né nên trúng đầu, gây chảy máu. Trong ngày 19 tháng 3, nhà trường đã đưa học sinh này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và trần đoán ban đầu là bị thương ngoài da. Ngày 20 và ngày 21 tháng 3, em học sinh vẫn đang nghỉ ở nhà chưa đi học lại.